Con làm gì đây mày? Phụ lòng. Con làm gì đó? Này, con bán trăm mạng của chiếu hả? Cô biết này ai mua chị con? Mai bây giờ cháu gói. Chợ không có, cháu gói đúng rồi, gì nữa. Ngăn xong cái chợ. Mày đọc gì đó? Mày đọc chữ gì đó? Cô biết cốt đi ra. Lôi hết căn mạng của chiếu xuống dưới đất. Trời đất không biết thương. Nhảy vô bà nhà. Bằng ngoài gọi gọi chó nó bằng ngoài. Ủa mà lên uống sữa đi chứ. Ok. Phá quá đi căn mạng của chiếu nó xếp. Con đi uống sữa đi. Uống sữa nhá. Không à.